Ngày 3 tháng 4 năm 2020, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên xét nghiệm nhanh cho người sắp kết thúc thời gian cách ly tập trung. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu làm xét nghiệm 2 lần là vào lúc trước và khi rời khỏi khu cách ly tập trung để đảm bảo người cách ly về cộng đồng an toàn và có nguy cơ lây nhiễm thấp nhất. Hiện nay thành phố có gần 2.000 trường hợp đã rời khỏi khu cách ly tập trung. Trong đó có 2 trường hợp xét nghiệm phát hiện mắc bệnh COVID-19 trước khi rời khỏi khu cách ly. Đáng chú ý là cả 2 trường hợp này không có triệu chứng, do đó theo cơ quan y tế, điều kiện quan trọng là phải có kết quả xét nghiệm trước khi rời khỏi khu cách ly, cho dù đã cách ly đủ 14 ngày. Đối với chùm ca bệnh liên quan đến quán bar Buddha ở quận 2, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng khẳng định đây là một trong những ổ dịch mà Trung ương và thành phố đều rất quan tâm. Các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu 255 trường hợp liên quan đến quán bar Buddha, trong đó có 11 trường hợp đã xác định mắc bệnh COVID-19 và 2 trường hợp đang nghi ngờ cao, cộng thêm 5 trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc sau đó.